Em tên là Nguyễn Thủy Vi, số báo danh 042. Năm nay em 10 tuổi, em học lớp 5 tại trường tiểu học Mẫu giáo Lê Hồng Phong. Em tên là Nguyễn Thanh Ngân, sinh năm 2012. Năm nay em 11 tuổi, em học lớp 5 tại trường tiểu học Minh Lương 1, số báo danh 028. Em Thủy Vi. Em Thanh Ngân, xin gửi đến ban tổ chức, ban giám khảo, quý phụ huynh và cùng toàn thể các bạn có mặt trong cuộc thi ngày hôm nay một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Sau đây, chúng em xin trình bày tiết mục của mình, đó là dẫn chương trình lễ hội Đình Thần Nguyễn Trung Trực. Chúng em xin kính mời ban tổ chức, ban giám khảo, quý phụ huynh và cùng toàn thể các bạn có mặt trong cuộc thi ngày hôm nay cùng thưởng thức. Lễ hội truyền thống anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực năm nay được diễn ra trong 3 ngày, kể từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 8 âm lịch hàng năm tại thành phố Rạch Giá. Lễ hội nhằm kỷ niệm ngày hy sinh của anh hùng với mục đích tri ân và tôn vinh công đức của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, nhằm giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, tinh thần quật cường bảo vệ đất nước, chống giặc ngoại xâm, thể hiện được đạo lý uống nước nhớ nguồn. Lễ hội năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động mới và quy mô hơn so với mọi năm. Các hoạt động của lễ hội truyền thống anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực năm nay được ban tổ chức đầu tư công phu, quy mô và chất lượng được nâng lên với nhiều hoạt động mới, đa dạng, trải dài ở nhiều điểm trên thành phố Rạch Giá. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa vẫn được diễn ra xuyên suốt trong những ngày lễ hội như các chương trình đàn ca tài tử, trình diễn thư pháp, biểu diễn võ thuật và hội thi lân sư gồng. Phần lễ vẫn được tổ chức tiến hành theo nghi thức truyền thống, trang trọng và thành kính như lễ thắp hương của đoàn đại biểu dân quân chính đảng, lễ viếng mộ Lâm Quang Ki và mộ Huỳnh Mẫn Đạt, lễ dâng hương tại công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực cùng với các nghi lễ cổ truyền, thượng đại kỳ, phần hương, tế đàn cả, hậu phối. Riêng chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ từ ngày 26 tháng 8 âm lịch tại quảng trường Trần Quang Khải, thành phố Rạch Giá và được dàn dựng quy mô lớn so với hàng năm và được truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh và truyền hình Kiên Giang và một số đài trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử chống giặc ngoại xâm vào cuối thế kỷ 19, Nguyễn Trung Trực là một trong những người yêu nước tiêu biểu và đặc biệt là tham gia chống Pháp. Vào những năm đầu tiên Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam, ông đã lãnh đạo nghĩa quân tham gia chiến đấu và lập nên hai chiến công hiển hách đốt cháy tàu Hy Vọng của Pháp trên dòng sông Nhật Tảo và trận đánh Việt Đồn Kiên Giang. Khi quân Pháp chiếm lại đồn Kiên Giang do tương quan lực lượng bất lợi, Nguyễn Trung Trực và nghĩa quân rút ra Phú Quốc. 3 tháng sau, giặc bắt được Nguyễn Trung Trực và giải ông về Sài Gòn, giam giữ, đồng thời tìm đủ mọi cách để thuyết phục ông quy hàng, cộng tác với chúng. Nhưng Nguyễn Trung Trực vẫn hiên ngang, bất khuất trước kẻ thù, khẳng định ý chí chống lại giặc ngoại xâm đến cùng với câu nói bất hủ: bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây. Và trong tinh thần yêu nước bất khuất của Nguyễn Trung Trực đã trở thành những giá trị truyền thống và là tấm gương cho hậu thế noi theo. Ngày hôm nay, chúng ta cùng tưởng nhớ vị anh hùng của vùng đất phương Nam qua chương trình nghệ thuật kỷ niệm 155 năm ngày anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh. Và sau đây là tiết mục đàn ca tài tử do phần trình bày của bạn Thanh Ngân. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Quả hồng Nhật Tảo quanh thiên địa, kiểm bạc Kiên Giang khắc quỷ thần. Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây. Nhìn ngọn lửa hồng, ta bỗng nhớ trận lúc tặc Tây trên dòng.
Nhật Tạo. Tại ta vẫn còn nghe tiếng reo hò thắng trận năm nào thấm thoát tô mà đã sau năm dài lặng lẽ trôi qua. Giờ ta đây đã đón tận nơi này, ngại ngại nhìn dân nam rộn la trong cánh đỏ đài, mà lòng này đầy cay đắng xót xa, quyết thề đuổi bọn lang xa ra khỏi bờ cõi sang hà. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Thanh Ngân đã mang đến chương trình lễ hội hôm nay một bài hát rất hay, rất đặc sắc và đầy ý nghĩa. Phần dự thi của chúng em đến đây đã kết thúc. Chúng em xin kính chúc ban tổ chức, ban giám khảo, quý phụ huynh và cùng toàn thể các bạn có mặt trong cuộc thi ngày hôm nay được dồi dào sức khỏe. Chúc hội thi thành công tốt đẹp!